Chào mừng em quay lại với loạt video hướng dẫn tự học HTML CSS cơ bản. Ở bài học này thì anh sẽ tiếp tục giới thiệu đến các thao tác cơ bản của Photoshop. Ở đây thì mình sẽ học các thao tác như là thu nhỏ, phóng to giao diện, này, di chuyển trên giao diện, kéo thanh thước kẻ rồi chọn đơn vị ẩn hiện các thông tin phụ đó. Thì bây giờ thứ nhất là cái thu nhỏ, phóng to giao diện không? Thì ban đầu chúng ta mở một cái file giao diện ra đó. Thì thường nó sẽ hiện ở đây luôn. Và chúng ta muốn phóng to nó thì các bạn sẽ có cách thứ nhất, đó là mình giữ phím Alt ở đây. Có rất nhiều cách, thì cách đơn giản là gõ vào đây, gõ con số 100% chẳng hạn rồi. Hoặc là cách thứ hai là mà anh thường dùng, đó là giữ phím Alt và chúng ta cuộn chuột. Nó có cái nút cuộn ở giữa con chuột này, chúng ta giữ phím Alt và cuộn lên cuộn xuống, có thể là to nhỏ tùy ý. Đó, đấy là cách mà phóng to thu nhỏ giao diện. Ví dụ chúng ta muốn xem ở một phần nào, muốn xem cái ảnh này thì giữ phím Alt, cuộn lên phóng to. Đấy, chúng ta muốn nó về bình thường thì nhấn Ctrl 0 thì nó sẽ tự thu lại về vừa với cái màn hình này để chúng ta nhìn được cái tổng quan ấy. Đấy, phóng to thì giữ Alt, về thì Ctrl 0. Đó là cái thu nhỏ phóng to này, di chuyển bên trong giao diện. Cái thao tác di chuyển này thì các bạn sẽ thường xuyên dùng. Giả sử anh đang phóng to một cái giao diện này mà muốn nhìn cái phần ở dưới này, thì có nhiều bạn, anh thấy các bạn cứ hay kích ở đây đấy, hoặc là kích cái mũi tên, hoặc là kéo kéo cái thanh này, này cũng được thôi, nhưng mà kéo nhiều nó sẽ rất là mỏi tay và nó cũng đau tay cái việc mình kích này, và nó chậm. Thì cái việc di chuyển trong Photoshop thì các bạn sẽ dùng cái nhấn vào cái bàn tay này nhé. Ví dụ ở đây mình không di chuyển được, nhấn vào cái phím bàn tay này và một như kiểu là mình cầm nắm ấy, mình kích vào một cái khu vực ở giao diện, kích chuột trái, sau đó mình di chuột, giữ, nghĩa là trong lúc giữ chuột trái thì mình di chuột đi đấy. Như kiểu là mình dùng cái bàn tay mình kéo kéo đi đến đâu thì xem lên đấy. Ví dụ mình muốn kéo lên trên, mình kích này, mình văng một phát là lên trên đây. Đó, thì cái phím tắt để mở cái thao tác này, giả sử anh đang ở một cái khu vực là chọn này, anh muốn chuyển sang cái di chuyển, thì thay vì là anh phải kích vào đây thì anh nhấn phím H, nhấn phím H trên bàn phím, nhấn phím H thì nó sẽ tự chuyển ra cái bàn chuyển bàn tay để mình di chuyển. Để biết các phím tắt thì em cứ di vào các cái công cụ ấy. Đây này, di vào đấy phím tắt này, rồi chỗ này chữ M, ví dụ cái bàn tay là chữ H này, các cái công cụ này nó cũng có cái phím tắt. Thì cái việc dùng phím tắt để giúp chúng ta thao tác rất là nhanh trong giao diện. Ví dụ mình đang ở cái mình lựa chọn, mình đang nghịch nghịch một cái gì đó mà mình muốn di chuyển xuống dưới, thay vì mình phải nhấn vào đây hoặc là nhấn bên thanh cuộn này, thì chúng ta chỉ cần nhấn phím H và kéo xuống dưới được đó. Thì đấy là cái việc di chuyển bên trong giao diện, và các em nên nhớ là nên dùng phím tắt để di chuyển, hoặc là để mình chọn các thanh công cụ ấy, thì nó sẽ rất là nhanh. Thao tác tiếp theo đó là kéo thanh thước kẻ để chọn đơn vị. Khi mà vào cái việc mà chúng ta muốn đo hay là định hình một cái gì đó thì, hoặc là các bạn thiết kế thì các bạn hay có một cái thanh thước kẻ ở đây để mình đo là kích thước. Thì các bạn ở đây mà anh chưa có thanh kẻ thì mình sẽ chọn vào là view này, chọn cái ruler đấy, nó sẽ có thanh thước kẻ. Thì ở đây là cái thanh này là đang mặc định là đang đo bằng đơn vị là pixel này. Tức là cái khi làm giao diện này các bạn bắt đầu sẽ biết đến cái một cái đơn vị đo đấy. Thường là khi thiết kế thì mình sẽ tính bằng pixel, hoặc là mọi người gọi là pixel ấy, đang là gọi bằng tiếng Việt ấy, thì nó cũng tương ứng với cái màn hình. Giả sử như anh đang dùng cái màn hình là 1366 pixel chiều rộng, 768 chiều cao chẳng hạn, nó để mọi người hình dung là đấy, nó đấy là cái thông số về cái pixel đấy mà mọi người thường nghe thấy khi mà mua màn hình ấy. Thì đây cũng là một cái thước để khi thiết kế các bạn ấy biết và căn chỉnh cái chiều rộng của giao diện. Bởi vì là giữa khách hàng mà toàn dùng cái màn 1366 này, mình thiết kế cái giao diện này, thì kích thước nó trong khoảng đấy thôi đấy. Thì mình chọn view nhá, xong rồi chọn cái ruler thì nó hiện ra cái thước này, và chúng ta kích chuột phải vào thước thì sẽ chọn được các đơn vị đây. Bình thường nó là pixel này, inch, centimet, millimet, các thứ, thì mình sẽ chọn cái pixel này để mình đo tất cả theo đơn vị pixel đó. Như là cái việc mà
chọn thanh thức kẻ và chọn đơn vị này. Tiếp theo là việc ẩn hiện các cái thông tin phụ và các cái đường kẻ. Thì thông thường các bạn là khi thiết kế các bạn hay kéo những cái thanh, những cái đường này để đo này. Cách kéo đường này rất dễ, các bạn sẽ di chuột vào cái thanh thức kẻ, nó có thanh trên và thanh dọc này, di chuột vào, chọn kéo, di chuột vào nhá, xong rồi nhấn chuột trái, sau đó mình giữ và kéo ra thì nó sẽ kéo được những cái đường này ra, như kiểu cái đường này mình gióng ấy đó. Thì khi mà các em muốn ẩn nó thì các em chỉ cần nhấn Ctrl H là nó sẽ ẩn hiện cái đường kẻ này. Một số bạn thì khi mới mở Photoshop thì anh thấy nó hay có, anh sẽ bật lại cái đấy đó. Đây rồi, nó hay có những đây là cái đường kẻ rồi, nó hay có một cái đây rồi, pixel grid này. Thì bình thường không nhìn thấy gì, nhưng mà khi các em zoom thật to lên ấy, đó, nó sẽ có những cái đường kẻ đấy, nhìn tất cả những cái đường kẻ đây này. Hoặc là khi nó nhìn nó bị rối mắt ấy, thì thường anh sẽ vào anh chọn, anh tắt cái đấy đi, tắt cái đó, thì mọi người sẽ thấy không? Nó sẽ bớt bị những cái đường kẻ dọc dọc ngang ngang ấy. Mở lên nhá, thử mở lên nó sẽ thấy này, pixel grid đó, nó bị những cái đường kẻ này. Thì mình nhìn khi mà cắt mình zoom to lên thì nó rất là tức mắt, nên là thường anh sẽ tắt cái đấy đi. Rồi, các cái đường kẻ này thì mình nhấn Ctrl H để mình xóa, mình ẩn đi. Còn nếu mà mình muốn xóa hẳn thì mình sẽ chọn cái công cụ mũi tên này, sau đó mình kéo nó về thôi, hoặc thì là nó sẽ mất. Rồi. Tiếp theo là đến cái thao tác, đấy hết rồi. ở video này thì anh giới thiệu các cái thao tác này thôi. Sau đó video tiếp theo thì anh sẽ giới thiệu tiếp những cái thao tác mình liên quan đến cái việc là chọn những cái layer hay là cái gì đó, và anh kết thúc video này ở đây.